Tuần qua tại trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phục vụ xe đưa đón công nhân và đi lại trong hầm lò. Hiện nay, toàn tập đoàn có tổng số 31 đơn vị bố trí xe ca đưa đón công nhân lao động với 33.946 người mỗi ngày. Về vấn đề đi lại trong hầm lò, có khoảng 30.350 người thường xuyên làm việc trong lò, trong đó số người thường xuyên phải đi bộ là 22.499 người, số người đi bộ dưới 0,5 km là 14.614 người, số người đi bộ từ 0,5 đến 1 km là 6.107 người, số người đi bộ từ 1 đến 2 km là 1.178 người. Các đơn vị đã quan tâm đầu tư các phương tiện đi lại trong lò nhằm giúp người lao động giảm tối đa quãng đường phải đi bộ trong lò như tời chở người có 61 cái, xe song loan 602 cái, tàu điện 223 cái, motorway 14 cái và các loại phương tiện khác hỗ trợ đi bộ khác 36 cái. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phản ánh thực trạng xe đưa đón công nhân tại các đơn vị, việc đi lại trong hầm lò, công tác đưa đón người lao động về Tết và đề xuất các giải pháp phù hợp phó chủ tịch công đoàn than khoáng sản việt nam nguyễn trung hiếu ghi nhận trách nhiệm chất lượng ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị đánh giá cao công tác phục vụ xe đưa đón công nhân đề nghị công ty đưa đón thợ mỏ nghiên cứu các giải pháp thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ người lao động quan tâm công tác tuyên truyền truyền thông công tác an toàn đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm phối hợp để công tác đưa đón người lao động hàng ngày đi lại trong hầm lò và đưa đón công nhân về quê dịp tết nguyên đán đạt kết quả cao